tục đà thăng hoa đó. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Đó là Justin Young, một tình huống đánh thẳng vào vị trí của Leo Thành, và hai điểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Thăng Long Warriors. Rõ ràng vấn đề turnover vẫn đang là một thứ gì rất đau đầu với Kentucky, nhưng cuối cùng Leo Thành đã mang về hai điểm đầu tiên cho đội bóng áo trắng trong ngày hôm nay. Đây là Justin Young. Tiếp tục làm tình huống đột phá thẳng vào khu vực 3 giây của Justin Young. Ở trong có một tình floater ghi điểm của Justin. Một cú đáp trả của Liên Hampton tương tị và đẹp không kém độ đẹp so với tình huống ghi điểm trước đó của Justin. Lại để mất bóng rồi, Hoàng Ca với cội lên rổ và ghi hai điểm rất đơn giản dành cho Hoàng Tóc Đỏ. Tôi nhớ không nhầm thì vừa rồi đã là tình huống turnover thứ 3 của Kentucky Fish. Một tình huống fadeaway ghi điểm chính xác của Tam Đình. Đào 2m09. Vừa rồi là nỗ lực để thực hiện tình huống second chance. Thằng Long Warrior đang phòng tỏa khá tốt khu vực 3 giây để giảm thiểu tối đa những tình huống vì vào tấn công của Hunter. Chơi vị trí số 4 bằng một cầu thủ chơi vị trí số 2. Tiếp tục là Đạt Đốc, và tiếp tục là một hot end mang tên Nguyễn Thành Đạt với khu vực vào rổ. Đây là Tam Đình có đủ thời gian và không gian thực hiện pha ném 3 chính xác. 3 điểm dành cho Tam Đình. Hai tình huống ném 3 điểm thành công liên tiếp dành cho Tam Đình. Leon Hampton và đột phá vào khu vực bán rổ và có 2 điểm. Đó là tình huống ghi điểm thành công của Lê Hiếu Thành. Và đánh ba chính xác của Crawford. Đang đánh vào vị trí của Hampton rất nhiều nên ông đã có một sự thay đổi về mặt cơ bắp hơn rất nhiều. Hùng Cá Chê đã không có hai pha block liên tiếp dành cho Liên Hampton. Cùng vào sân Đoàn Nhật Quang. Bây giờ là Tam Đình. 2 điểm dành cho Tam Đình. Điền vào Hoàng Ca. Một tiếng high screen của đội trung kiên cho Tâm Đình, và ngay lập tức có khoảng trống và Tâm Đình đã trừng phạt hàng phòng thủ của Thăng Long Warrior bằng một tiếng 3 điểm vô cùng chuẩn xác. Đầu tiên đã được kết thúc bằng một tình huống bây giờ biết của Tâm Đình. Một tình huống đánh corner khá tốt và rất chính xác của Thăng Long Warrior. Bóng lại tìm đến địa chỉ quen thuộc mang tên Leon Hampton. Và hai điểm tiếp theo dành cho Catfish. Và cá trên sân, chiều cao là 2m07. Đó là cú ném từ lý trung bình chính xác của Crawford. Tương đối đơn giản nhưng rất khó để bắt của Kentucky Fish. Bóng liên tục tìm vào Liên Hampton, và đây là lời trả lời của Robert Crawford. Với Justin Young, pha bật phá của Tam Đình. Tình huống rebound thành công của Leon Hampton, và có thêm một điểm nữa đến từ second chance dành cho Kentucky Fish. Đúng rồi. Tình huống như vừa rồi, chắc chắn các cầu thủ Thăng Long vừa cần phải tập trung nhiều hơn. Điểm số tiếp theo dành cho Crawford. Leon Hampton rất đơn giản tìm bóng và tìm đến vị trí của Leon Hampton. Đó là lỗi điểm. Anh Thái Ân, trọng tài đã ra hiệu hai điểm tính dành cho Đinh Thanh Tâm. Đã có một màu đỏ thực sự khá giống với màu áo của Thăng Long Warrior đang thi đấu. Một tình huống and one, và Robert Crawford sẽ có cơ hội để hoàn thiện một tình huống 4 point play sau pha ném phạt tiếp theo. Cú lùi chuyền bóng giữa Tam Đình và Đàm Huy Đại. Cú fadeaway của Tam Đình chính xác. Anh không vào. Đúng là đang có vấn đề với những pha lên đổ đối với cả hai trung phong của hai đội nhìn này. Và vừa rồi là hai điểm dành cho Hoàng Ca. Bị tốt nhất như những câu lạc bộ khác như Thăng Long Warriors hay là Saigon Heat. Tình huống khá rườm rà của Thăng Long Warriors và được kết thúc hoàn hảo bằng một cú ném fadeaway của Robert Crawford. Hình về phía Thăng Long Warriors. Thăng Long Warriors đang chơi bùng nổ trong nửa cuối hiệp đấu thứ hai này. Cầu của Thăng Long Warriors. Lê Hiếu Thành, hai điểm sau pha lay up dành cho Lê Hiếu Thành. Đặng Thái Hưng, tình huống chạy bài rất hay của các cầu thủ Thăng Long Warriors, và điểm dành cho Hoàng Thế Hiển. Đột phá của Hiếu Thành nhưng không có được một pha lay up thành công. Cuối cùng thì đã có hai điểm cho Leon Hampton. Trả ra ngoài cho Thanh Đạt nhưng không có tình huống bắn ba. Đó là một tình huống bắt bài của Lê Hiếu Thành, nhưng vẫn có một pha reverse lay up ghi hai điểm cho Thành Đạt. Tam Đình, Lê Hiếu Thành, tình huống bắn ba của Lê Hiếu Thành, bóng đi vào rổ. Để tấn công trong khu vực 3 giây trước sự truy cản quyết liệt của Leon Hampton. Vậy là Tam Đình
Trả bóng ra ngoài cho Hiên Tài, cú bắn ba của Hiên Tài chính xác, 3 điểm dành cho Peter Catfish. Đường truyền khá mạnh của Cường nhưng vẫn còn, và đó là một tình huống úp rổ thành công dành cho Leon Hampton. Giảm của Leon Hampton mà thôi, khoảng cách một lần nữa lại còn một điểm. Đây là Justin Young step back và thực hiện cú ném ba chính xác. Theo tôi thì mọi thứ dường như đã gần như là chấm hết với Cần Thơ. Hai điểm tiếp theo cho Hoàng Thế Hiển. Viện lại đang đi ngược về phía họ. Đó là tình huống ghi điểm tốt của Lê Hiếu Thành. Cần Thơ Catfish đang đẩy rất cao tốc độ trong đợt tấn công của mình. Lão tướng Đàm Huy Đại. Rất may mắn cho Cần Thơ Catfish là không có lỗi của Liên Hàn Tuyên trong tình huống vừa rồi. Rồi là pha ghi điểm ở tình huống thứ hai rất tốt của Justin Young. Đến từ bóng mới dành cho các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Hiếu Thành. Tình huống ném bóng bật bản chính xác của Hiếu Thành. Lê Hiếu Thành có 3 điểm cho đội trưởng Lê Hiếu Thành. Và là một tình huống ăn mừng quen thuộc của cầu thủ mang áo số 65. Hiệp đấu thứ tư này tiếp tục là Hoàng Càng. Cuối cùng thì cũng đã có điểm dành cho Thăng Long Warriors, 2 điểm dành cho Robert Crawford. Để mất bóng rồi, phản công cho Cần Thơ Catfish, 2 điểm dành cho đội trưởng Lê Hiếu Thành. Đây là vẫn dành cho đội bóng áo trắng Cần Thơ Catfish. Nhưng thực sự là sự năng nổ sông sáo lúc này của Lê Hiếu Thành cũng phần nào cởi bỏ bức áp lực cho Leon Hampton. Leon Hampton không có điểm cho Cần Thơ Catfish nhưng vẫn là các cầu thủ Cần Thơ Catfish ai điểm. Và sẽ có một tình huống ném phạt nữa dành cho Cần Thơ Catfish. Đạt Đốc đột phá, vẫn có 2 điểm dành cho Đạt Đốc. Quá hay. Bây giờ là lượt tấn công dành cho Thăng Long Warriors. Robert Crawford. Một tình huống hợp sai tốt của Hiếu Thành. Quả ném chính xác của Crawford, 2 điểm dành cho cầu thủ này. Leon Hampton. Tình huống ghi điểm thành công của Leon Hampton. Cần Anh, Tâm Đình. Và đây là một tình huống như vậy, một tình huống N1 phải nói là cực kỳ clutch. Và liệu rằng tình huống ném phạt lần này Tâm Đình có bỏ lỡ hay không? Một tình huống ném phạt để cho trận đấu trở lại với rạch vạch xuất phát. Vẫn là Hiếu Thành. Liên Hampton một tình huống yểm trợ, kích ra cho Tâm Đình, một tiếng bù đắp 3 điểm thành công. Tuyệt vời. Vâng, không hiểu là Tâm Đình có đeo tai nghe không mà lại nghe được lời của tôi và anh Thái Ân nói về Tâm Đình trong ít phút vừa qua và ngay lập tức tỏa sáng. Hiện tại không có một đường kích ra cho Tâm Đình nhưng có 2 điểm cho Hiện tại. Những đợt phản công có vẻ như Thăng Long Warriors đang chưa thực hiện được cả hai vấn đề trên. Còn Hampton đứng truy của Leon Hampton dành cho Huynh Càng. Tâm Đình lại là tình huống end one, lỗi điểm dành cho các thủ Cần Thơ Catfish, 2 điểm dành cho Tâm Đình. Với một Tâm Đình rất clutch, một Leon Hampton đầy mạnh mẽ ở khu 3 giây thì tôi tin là Cần Thơ Catfish vẫn sẽ là một contender tại VBA năm nay. Sẽ rất đơn giản cho Hampton khi mà cầu thủ theo kèm anh trong tình huống đó là Hưng Bún. Cần Thơ Catfish cũng đã thực hiện một tình huống luồng chuyển bóng mất khá nhiều thời gian. Ta chờ xem. Đó là tình huống ghi 2 điểm của Hoàng Thế Hiển cộng với việc câu được lỗi và sẽ có một quả ném phạt dành cho Thăng Long Warriors. Thành trong trận đấu ngày hôm nay, trận đấu mà ngươi đội trưởng của Cần Thơ Catfish đã chơi cực hay. Và cho dù Trương Hoàng Trung có thực hiện cú bắn ba cuối cùng nhưng vẫn không có điểm dành cho Thăng Long Warriors và họ vẫn phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải năm nay.